Kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin tài chính thị trường. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý. Mời quý vị cùng điểm qua. Bộ Tài chính đánh giá trong năm 2022 dự kiến bộ chi ngân sách nhà nước khoảng 4% GDP. Doanh nghiệp có thể thiệt hại 4.000 tỷ đồng vì container ùn ứ. Với những tính năng ưu việt, thẻ tín dụng nội địa có nhiều tiềm năng để phát triển. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đánh giá trong năm 2022 dự kiến bộ chi ngân sách nhà nước khoảng 4% GDP, kèm theo đó nghĩa vụ trả nợ của chính phủ khoảng 21-22% tổng thu ngân sách. Giai đoạn 3 năm tới 2022-2024, tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 4,65 triệu tỷ đồng, trong đó thu nội địa tiếp tục chiếm 85%. Về tình hình kinh tế thế giới, Bộ Tài chính đánh giá, quá trình phục hồi và tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 được dự báo thấp hơn năm 2021. Bên cạnh đó, khả năng thắt chặt dần các chính sách tài khóa tiền tệ của một số nền kinh tế lớn nhằm kiểm soát lạm phát, tác động từ dịch bệnh là những rủi ro ảnh hưởng tới sự phục hồi kinh tế thế giới. Tổng cục thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2021 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2022. Năm 2021, với nỗ lực vượt bậc trong bối cảnh khó khăn, thu ngân sách do ngành thuế quản lý vượt dự toán trên 177.000 tỷ đồng. Cụ thể, theo báo cáo ước thu năm 2021 của các cục thuế, có 60 trên 63 địa phương đánh giá hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021, có 14 trên 19 khoản thu sát thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán. Lãnh đạo ngành thuế cho biết, có được kết quả trên là nhờ việc kiểm soát tốt dịch bệnh cùng với các chính sách hỗ trợ của chính phủ cho doanh nghiệp và người dân phát huy tác dụng, phục hồi sản xuất kinh doanh và có đóng góp lớn cho ngân sách. Và hỗ trợ hết sức to lớn của các bộ ngành và các chính quyền đảng và chính quyền của địa phương và sự lãnh đạo sát sao của lãnh đạo đảng và nhà nước thì chính cái gọi là đã tạo nên một cái sức mạnh vừa thực hiện tạo điều kiện cho doanh nghiệp giãn hoãn thuế, miễn thuế và gói vừa thực hiện đảm bảo được cái sản xuất kinh doanh và đảm bảo được cái số thu ngân sách thì đây là một cái sự nỗ lực vượt bậc và một sự sáng tạo chỉ đạo sáng tạo trong cái quá trình lãnh đạo và điều hành của ngành thuế. Ước tính năm 2021 có gần 140.000 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, tổng số thuế tiền thuê đất được gia hạn là 92.900 tỷ đồng. Đối với hộ cá nhân kinh doanh, ước tính số thuế được miễn đến hết tháng 12 khoảng 6.698 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với tổng số tiền khoảng 4.000 tỷ đồng. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, xuất khẩu dệt may của Việt Nam vẫn giữ vững được top 3 các nước xuất khẩu dệt may và được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá ở vị trí cao nhất trong cơ hội phục hồi năm 2022. Đó là thông tin được Tập đoàn Dệt may Việt Nam công bố mới đây. Năm 2021, toàn ngành dệt may Việt Nam đã vượt qua khó khăn duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 39 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2% so với năm 2020 và tăng 0,3% so với năm 2019. Cùng chung điều kiện sản xuất kinh doanh như các doanh nghiệp trong ngành, Tập đoàn Dệt may Việt Nam với vai trò hạt nhân, hoạt động của các đơn vị trong tập đoàn vẫn được duy trì hiệu quả, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành sợi có mức tăng trưởng ngoạn mục cả về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu và thu nhập hợp nhất ước đạt 16.436 tỷ đồng, bằng 110,7% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.200 tỷ đồng, bằng 202% so với cùng kỳ, đạt 170% kế hoạch, hoàn thành mục tiêu phục hồi như trước đại dịch với nhiều chỉ tiêu cao hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh chung, đáp ứng được yêu cầu quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do CPTPP và EVFTA. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phân bón trong tháng 11/2021 đạt 140.427 tấn, tương đương 79,72 triệu đô la Mỹ. Như vậy, xuất khẩu phân bón đã tăng tháng thứ 3 liên tiếp, cụ thể tăng 30% về lượng, tăng 71,8% về kim ngạch và tăng 32,2% về giá so với tháng 10/2021. Tính chung 11 tháng năm 2021, cả nước xuất khẩu trên 1,2 triệu tấn phân bón, trị giá gần 459,28 triệu đô la Mỹ. Lượng phân bón xuất khẩu trong 11 tháng qua đã vượt qua kỷ lục xuất khẩu về lượng trong năm 2020 là 1,163 triệu tấn. Thưa quý vị, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, theo tính toán của Hiệp hội này, với hơn 6.200 xe đang bị tắc tại các cửa khẩu, thì thiệt hại có thể lên tới 3.000-4.000 tỷ đồng.
Theo đó, mỗi xe hàng chở qua biên giới có giá trị dao động 500 đến 900 triệu đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn phải trả chi phí thuê xe và tài xế khoảng 100 triệu đồng, chưa kể các chi phí hợp đồng khác. Do vậy, khi một số loại nông sản quá ngày bảo quản đang phải đổ bỏ vì hư hỏng như mít, dưa hấu, nhân với số lượng hơn 6.000 xe, thì quả thực thiệt hại là không nhỏ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khai mạc hội chợ du lịch trực tuyến Cất cánh du lịch Bà Rịa Vũng Tàu 2021. Hội chợ sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 23 tháng 12 năm 2021 đến 2 tháng 1 năm 2022. Thông qua chương trình hội chợ, các đơn vị đăng ký tham gia gian hàng trên sàn thương mại điện tử hoặc www.dulichbarieavungtau.com hoặc www.dulichbarieavungtau.gov.vn sẽ nhận được sự hỗ trợ truyền thông quảng bá mạnh mẽ từ online đến offline. Đây cũng là dịp để khách du lịch toàn quốc có thể tận dụng để đặt mua được các ưu đãi hấp dẫn về tour du lịch, khách sạn, lưu trú, đặc sản của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội chợ du lịch trực tuyến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phát hành hàng loạt sự kiện ưu đãi hấp dẫn từ 50 đến 100%, các gói voucher mua trước sử dụng sau. Hiện nay thì trên các cái trang mạng xã hội cũng như là chúng tôi mời các cái blogger nổi tiếng về du lịch để cùng đồng hành cùng cái hội chợ cùng với chúng tôi. Thì trong đó trọng tâm thì chúng tôi kêu gọi tất cả các cái doanh nghiệp ở trong tỉnh liên kết với các cái doanh nghiệp lữ hành ở các cái tỉnh thành trên toàn quốc để chúng ta cùng kết nối các cái tour. Trong đó thì có các cái kỳ sale, có các cái kỳ sale rất là lớn. Ngày 10 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cho phép du lịch hoạt động trở lại tùy theo cấp độ dịch của từng địa phương. Tuy nhiên, tâm lý doanh nghiệp còn khá e dè. Vậy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kịp thời xây dựng và tổ chức sàn thương mại điện tử du lịch là giải pháp rất phù hợp, hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh, thể hiện quyết tâm đẩy nhanh chuyển đổi số trên địa bàn, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng nhanh chóng hơn, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm dịch vụ của mình, tạo bàn đạp ngay từ khi chuẩn bị mở cửa đón khách trở lại. Thưa quý vị, thẻ tín dụng nội địa là kênh tiếp cận tín dụng chính thức từ ngân hàng, tổ chức tài chính, đáp ứng các nhu cầu chi tiêu hàng ngày cũng như các khoản nhu cầu cấp bách của người dân. Phương thức sử dụng cũng giống như thẻ tín dụng quốc tế, nhưng thẻ tín dụng nội địa có những tính ưu việt nhất định. Thẻ tín dụng nội địa sở hữu khá nhiều ưu điểm tiện lợi, có thể kể đến như sau. Điều kiện làm thẻ đơn giản, công dân trên 18 tuổi có thu nhập trên 4,5 triệu đồng một tháng. Hạn mức rút tiền cao, một số ngân hàng còn cho phép khách hàng rút tiền mặt 100% hạn mức thẻ. Miễn phí rút tiền mặt, khách hàng có thể đến bất cứ máy ATM nào trong hệ thống của ngân hàng phát hành thẻ để rút tiền mặt mà không hề bị tính phí. Miễn lãi 45 ngày, tương tự như thẻ tín dụng quốc tế, khách hàng sẽ được miễn lãi suất tối đa 55 ngày. Lãi suất hấp dẫn, lãi suất áp dụng cho thẻ tín dụng nội địa thường thấp hơn so với thẻ tín dụng quốc tế. Thẻ tín dụng nội địa cũng có một vài nhược điểm mà khách hàng nên cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ thanh toán trong nước, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể mua sắm trực tiếp khi du lịch nước ngoài hoặc mua sắm online trên các trang thương mại nước ngoài, ít ưu đãi hơn thẻ tín dụng quốc tế. Thẻ tín dụng nội địa đã được các ngân hàng phát hành riêng lẻ và phát triển mạnh từ 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, các ngân hàng đã có sự thống nhất bắt tay nhau để ra mắt một thương hiệu chung thẻ tín dụng nội địa. Với những tính năng ưu việt, thẻ tín dụng nội địa rõ ràng có nhiều tiềm năng để phát triển. Trong suốt thời gian dài, người Việt dùng thẻ tín dụng đều phải thông qua các tổ chức chuyển mạch quốc tế như Visa, Mastercard, Amex, JCB. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 không ai ra nước ngoài được, nhưng những người dùng thẻ thanh toán quốc tế để chi trả cho hàng hóa dịch vụ trong nước vẫn phải trả phí toàn cầu cho các tổ chức chuyển mạch quốc tế. Khi mà sử dụng thẻ đấy, thì mình có gặp những cái nơi mà họ yêu cầu thanh toán phí, bởi vì phía họ cũng phải trả cái phần phí đấy cho ngân hàng ấy, nên là tự nhiên cảm thấy nó không được tiện cho lắm. Khác với thẻ tín dụng quốc tế, thẻ tín dụng nội địa hoàn toàn miễn phí khi thanh toán, thậm chí còn rút được tiền mặt như thẻ ATM. Đây là điểm cộng rất lớn. Cái thẻ tín dụng quốc tế thì một số cửa hàng sẽ bắt mình phải thu trả thêm một cái phần phí nhỏ cho cái việc mình cả thẻ. Nhưng mà đối với cả thẻ tín dụng nội địa thì không có trường hợp đấy xảy ra. Đó. Cái thứ ba nữa là bởi vì nó là tín dụng nội địa thì nên là mình có thể thực hiện thanh toán tất cả mọi nơi mà mình muốn. Sự ra đời của thẻ tín dụng nội địa cũng đánh dấu đây là lần đầu tiên khách hàng được sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt với mức phí thấp, với kỳ vọng sẽ góp phần cung cấp vốn tín dụng giá rẻ hơn, từ đó hạn chế tín dụng đen. Khi mà cái thẻ tín dụng nội địa mà tuân theo tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của ngân hàng nhà nước thì thẻ này hoàn toàn tương thích với lại hạ tầng chấp nhận thanh toán trên cả nước, và vì vậy thì chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để mà thực hiện thanh toán
trên các cái thiết bị chấp nhận thanh toán, thực hiện thanh toán trực tuyến hoặc là rút tiền mặt tại tất cả các ATM trên cả nước. Với sự đồng nhất về cơ sở hạ tầng thanh toán, các ngân hàng hy vọng trong 1 đến 2 năm tới, lượng thẻ tín dụng nội địa sẽ chiếm 15-20% trong tổng số thẻ trên thị trường. Còn đối với các thị trường phát triển, thẻ tín dụng chiếm trên 50%. Bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.